Thưa quý vị, ngày 17 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đôn đốc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt vi phạm về nồng độ cồn tại 30 tỉnh thành trên cả nước trong vòng một tháng. Theo đó, trong một tháng từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3, năm tổ công tác gồm mỗi tổ 5 thành viên từ các phòng nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Giao thông sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước. Các vi phạm được quyết liệt xử lý như vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, xe quá niên hạn, hết hạn đăng kiểm, ô tô khách chở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả. Năm tổ này cũng kiểm tra các địa phương về công tác bố trí lực lượng thường trực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn và việc sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ kiểm tra, phát hiện xử lý sai phạm. Việc trực tiếp kiểm tra xử lý được thực hiện tại các khu vực có nhiều quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn. Có nhiều người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia mà không thấy có lực lượng kiểm soát xử lý vi phạm của địa phương biên bản xử lý vi phạm được lập và thông báo bàn giao cho cảnh sát giao thông địa phương xử lý theo đúng quy định